Trang Quỳnh, tập 441, thoát nợ. Túi gì của ai làm rớt ở đây? Ồ, túi vàng. Trời cho mình sẽ giàu. Mà đâu có phải, trời không thể lấy của người khác mà cho mình. Mình vui nhưng người mất buồn, trời không làm như vậy. Tìm chủ nhân của túi vàng để trả lại. Túi tiền đó của tao làm rớt, trả lại cho tao. Đây không phải là túi tiền, ông nhận ấu. Túi tiền của tao, trả đây. Trả tiền lại cho tao, hừ. Không phải túi tiền của ông mà còn đánh tôi thì tôi không nhịn đâu à. Không nhịn thì làm gì tao? Hừ. Trác. Bịch. Thua, tôi đánh không lại ông. Tiền đó của tôi, cho tôi xin lại đi. Ông mất túi tiền, nhưng trong túi này là vàng, không phải của ông. Sao mình ngu ghê, sao mình không chịu nói đó là túi vàng? Hít, gia tài của tôi, hít. Bà tìm gì vậy? Tôi bị mất cái túi. Túi của bà màu gì? Vải đỏ, có hoa vàng. Có phải túi này không? Đúng rồi, cho tôi xin lại đi. Tôi đang tìm chủ nhân của nó để trả lại đây. Cậu tốt quá, cảm ơn cậu. Biếu cậu ít tiền, gọi là đền ơn. 5 đồng, vậy là mình có tiền trả nợ rồi. Còn trả bớt cho ông 5 đồng. Vậy là cậu vẫn còn nợ tôi 5 đồng. Dạ, con sẽ ráng trả cho hết. Quỳnh, đi ăn chè. Sao tự dưng anh bao em ăn chè? Tao có chuyện vui, tao tự hứa là sẽ bao đứa nào tao gặp đầu tiên đi ăn chè. Vậy em là người may mắn được gặp anh đầu tiên. Có chuyện gì mà anh vui dữ vậy? Chuyện vậy nè, tao trả được nửa số nợ cho ông cả bài rồi, mừng lắm. Vái trời cho anh có cơ hội trả hết nợ để em được ăn chè nữa. Tránh ra, nước sôi nè. Ôi, đi mà không nhìn đường. Xin lỗi. Trác. Cốp. Bớ người ta, thằng Tòng đánh tôi chảy máu đầu nè. Đồ hung dữ, bắt nó. Người ta sơ ý đụng một chút xíu mà đánh người ta như vậy, ra làng. Biểu nhà mày nộp 3 đồng để lo thuốc cho người này. Có tiền rồi ta thả. Hử, thằng Tòng, em của cậu đánh người ta đổ máu, làng phạt 3 đồng kia. Ra làng đóng tiền lãnh nó về. Trời đất ơi, làm gì có 3 đồng để nộp phạt. Thằng ăn hại. Ông cho con vay 3 đồng để nộp phạt cho thằng em của con. Vậy là cậu nợ tôi 8 đồng. Dạ con biết ạ. Mới trả được tí nợ, giờ phải vay lại, chán ghê. Em nè, có bao em ăn chè không? Không thấy cái mặt tao như cái bánh tráng nhúng nước hay sao mà còn đòi ăn chè. Thấy anh vô nhà ông cả bài, tưởng anh trả được thêm nợ. Vay thêm, không phải trả thêm. Hèn chi cái mặt như cái bánh tráng nhúng nước. Tụi mày ơi, tới coi anh Hữu với anh Tỏi bắt được con cọp kìa. Đem bán cho ông Tàu nấu cào hổ cốt đi, nhiều tiền lắm đó. Ngô mua con cọp này 10 đồng, bán không? Bán đó. Chia hai, mỗi người 5 đồng. Còn trả thêm cho ông 4 đồng. Vậy là cậu còn nợ tôi 4 đồng. Quỳnh, đi ăn chè. Con nợ ông cả bài có 4 đồng thôi, mừng quá. Anh Hữu ơi, cứu em với.
Chuyện gì vậy? Nó chăn trâu cho tao, nhưng để bọn trộm dắt đi mất một con. Tao biểu nó đền, nó nói không có tiền, rồi bỏ chạy về nhà. Được rồi, tôi sẽ đền cho ông. 3 đồng, đền đi. Ông cho con vay 3 đồng để đền con trâu cho người ta. Cậu còn nợ tôi 4 đồng, giờ mượn thêm 3 đồng, vậy là cậu nợ tôi 7 đồng. Sao hay ghê, hễ anh vô nhà ông cá bài là có em theo. Theo ăn chè. Chán đời lắm rồi đây, không có chè cháo gì hết. Nợ 10 đồng mà trả hoài không hết. Buồn muốn chết đây mà cứ theo đòi ăn chè hoài. Hễ cứ trả gần hết nợ thì lại có chuyện để phải mượn lại. Kiểu này chắc tới già cũng không trả hết nợ. Anh bị con mà nợ kết duyên rồi, nó sẽ đi theo anh suốt đời. Anh ra miếu Thành Hoàng, nhờ Thành Hoàng giúp anh ly dị con ma nợ đi. Xin Thành Hoàng giúp con thoát nợ. Được rồi, để ta tìm cơ hội cho người thoát nợ. Thành Hoàng hứa giúp anh thoát nợ rồi, mừng quá. Hứa cho anh yên lòng, chứ Thành Hoàng đây chưa biết giúp cách nào. Có một vị tướng quân muốn gặp ông Lý kìa. Tôi là tướng trong đội cấm vệ của chúa thượng. Ta có nhiệm vụ áp tải một báu vật của chúa thượng, đó là thanh gươm Bạch Hổ. Khi đi qua khu vực này, ta bị một đảng cướp tấn công, lấy mất thanh gươm báu. Ta bắt được một tên trong bọn chúng. Nhà việc của ông có phòng nhốt tội phạm không? Thưa có ạ. Ta mượn phòng đó nhốt tên này, ta sẽ khai thác nó để tìm ra xào huyệt của bọn cướp. Ta phải tìm cho bằng được thanh gươm báu đó, nếu không ta sẽ mất đầu. Dụ dỗ ta tấn cách nào nó cũng không khai, xào huyệt của bọn cướp ở đâu? Nhờ người của ông đi dán thông báo này ngoài chợ cho ta. Ai tìm được thanh gươm báu sẽ được thưởng 20 đồng. Chú cho con coi mặt ông cướp đó một tí đi. Nó ở phòng nhốt tội phạm cạnh chuồng heo, tới coi đi. Cũng dễ thoát thôi mà. Thành Hoàng báo mộng cho em cách giúp anh thoát nợ. Anh khấn Thành Hoàng, sao Thành Hoàng lại báo mộng cho em? Em chơi thân với Thành Hoàng mà. Nói bậy coi chừng bị quở đó. Tối nay đi với em, anh sẽ thoát nợ. Thành Hoàng biểu làm vậy đó. Ai đây? Quỳnh đây. Anh đợi ngồi này, em vô trong, chỗ này biết rõ lắm. Chào ngài cướp. Ngài biết thứ này không? Vàng. Đúng, đây là 100 nén vàng. Nó sẽ thuộc về ngài nếu ngài giúp tôi một việc. Việc gì? Ngài về xào huyệt, lấy thanh gươm báu cho tôi. Túi vàng này sẽ là của ngài. Tôi bị nhốt trong này, làm sao mà về? Tôi sẽ giải thoát cho ngài. Được đó, giải thoát cho tôi đi, rồi tôi sẽ lấy thanh gươm. Tôi đào tường cho ngài ra. Ra được rồi đó. Thoát rồi. Leo ra ngoài. Ai đây? Cận vệ của tôi. Chạy nhanh đi. An toàn rồi, nghỉ một chút. Chắc. Đưa túi vàng cho ta. Về lấy thanh gươm rồi tôi đưa cho. Không cần lấy thanh gươm, ta muốn túi vàng. Hừ. Binh. Thua, thua, đừng đánh nữa. Ngài quen rằng tôi có cận vệ sao? Cận vệ của tôi giỏi võ lắm mà. Có chịu về lấy thanh gươm đổi túi vàng không? Chịu. Gần tới chỗ của chúng tôi rồi, ông đợi ở đây đi. Anh sợ ổng kêu cả đám ra bắt mình.
Ổng đâu có dạy mà chia túi vàng này ra cho cả đám. Ổng muốn lấy một mình thôi. Tụi nó ngủ hết rồi. Chắc chắn là thanh gươm ở chỗ đại ca. Không có thanh gươm ở chỗ đại ca. Thanh gươm ở đâu? Đại ca ơi, người ta trả có 50 đồng. À, đại ca cho thằng mía mang thanh gươm đi bán. Thôi cũng được, ai mua 50 đồng thì bán đi. Theo thằng mía. Cốp. Lấy được thanh gươm rồi. Thanh gươm có giá 50 đồng mà mình có tới 100 nén vàng. Lời to. Thanh gươm đây, đưa túi vàng cho tôi. Trao đổi xong, giải tán. Ở đâu mà em có nhiều vàng vậy? Vàng giả, cả đời em chưa có tới một phân vàng. Làm vàng giả để lừa người ta là mang tội đó. Mang tội giúp anh thoát nợ thì cũng đáng. Lừa ăn cướp chứ đâu có lừa người hiền lương mà mang tội. Anh tới gặp tướng quân lãnh thưởng đi. Ủa, sao chú bị quỳ vậy? Tên cướp trốn thoát, tướng quân bắt tao quỳ. Tiền thưởng cho cậu đây. Tìm được thanh gươm rồi, tha tội cho ông, đứng lên đi. Trời đánh đứa nào giải thoát cho tên cướp khiến chú Lưu bị quỳ. Con trả đủ 7 đồng cho ông, con không còn nợ ông đồng nào. Ừ, mày không còn nợ tao đồng nào. Thoát nợ, mừng quá. Đợi anh dẫn đi ăn chè hả? Đi. Không phải, nhắc anh mua lễ vật cúng Thanh Hoàng. Đúng rồi, Thanh Hoàng giúp anh thoát nợ, phải cúng tạ Thanh Hoàng. Ra chợ mua một con heo quay. Không, Thanh Hoàng thích ăn chè, bánh, trái cây thôi. Quỳnh không thích ăn heo quay. Đủ lễ vật rồi, mình về để Thanh Hoàng ăn. Có mình ở đây, ngài mắc cỡ. Theo tao đi ăn tiệc. Thanh Hoàng đãi tiệc ngon quá. Quỳnh, mày đào tường cho tên cướp thoát phải không? Sao chú nói vậy? Bằng chứng đây. Đây là cái xẻng tao mua cho mợ Quỳnh. Mày dùng cái xẻng này để đào tường cho tên cướp thoát. Chú hay quá, nhờ vậy nên mới tìm lại được thanh gươm. Nhưng mà mày làm tao bị quỳ. Tao phải trả thù, đứng lại cho tao đánh thần quỷ. Nhà này của cha con, sao chú lại đuổi con ra ngoài? Nhà này của tao, tao cho cha con mày ở nhờ, không phải nhà của cha mày. Có giấy tờ nhà nè, đọc đi. Ờ, nhà của chú. Tao có làm cho mày cái nhà ở cuối làng, ra đó ở đi. Tìm việc mà làm ăn, đừng có tới xin tao. Son ơi, đi chơi. Thằng Son không còn ở đây nữa, nó ở cuối làng, ra đó mà tìm. Mày có nhà mới hả? Nhà mới ý ẹ hơn nhà cũ. Tao đang chán đời đây, đừng có ghẹo tao. Đi về hết đi. Sao mà nó quạo dữ vậy? Chắc tại nó đói bụng. Quỳnh ơi, thằng Son bị chú Lưu của mày bắt rồi kìa. Sao vậy? Tao không biết. Thằng Son hiện như bụt, có quậy ai đâu mà bị bắt. Nó đốt nhà của ông Mạnh. Ông Mạnh làm gì có nhà? Ông ở chung nhà với cha của thằng Son mà. Sau khi cha của thằng Son qua đời, ông Mạnh lại có giấy tờ nhà mang tên ổng, bởi vậy nên phải coi nhà đó là của ổng. Chắc tại nó uuất ức chuyện mất nhà nên nó đốt nhà. Gì thì gì, nhưng hễ đốt nhà là có tội. Ừ, mày còn nhỏ nên tao không bỏ tù được. Hơn nữa, nhà của ông Mạnh không hư hại gì, nên tao chỉ đánh mày năm roi cảnh cáo.
chú để con đánh cho, con ghét nó lắm. Thằng Quỳnh phản phúc. Các chú nhắm mắt lại đi, con đánh ghê lắm, các chú mà thấy thì tối ngủ không được. Tao đánh, mày hét to lên. Dạ, chắc. À, thằng Quỳnh đánh gì ghê vậy? Đủ năm roi rồi. Về đi. Mày đánh xạo, không được được tao đâu, nhưng tao bỏ qua cho đó. Đánh mạnh như vậy mà khi đứng lên nó tỉnh queo, không một chút đau đớn. Thằng Son là bạn con, đâu có đánh được. Tao tức lắm, ổng chiếm nhà của cha tao, đuổi tao ra đường. Tao phải tìm cách lấy lại nhà. Cách nào? Giấy tờ đứng tên ổng rồi mà. Tao nghe mày có nhiều cách để lấy lại nhà lắm, giúp tao đi. Tao chưa biết cách nào. Mày hay làm ma nhát người ta, khiến người ta bỏ nhà mà chạy, làm kiểu đó đi. Kiểu đó xưa rồi, không có kết quả gì đâu, từ từ tao tìm cách khác. Rầm. Có lửa, coi chừng cháy nhà. Hừ hừ. Cha ơi, có mà. Mạnh, sao mày đoạt nhà của tao? Sao mày đuổi con tao ra đường? Trả nhà cho con tao, không trả cả nhà mày sẽ chết hết. Nhà của tôi không trả. Vút, cốp. Vút. Ôi. Mày chết với tao. Bạch. Đứa nào quăng bùn vào mặt tao? Chạy lẹ đi. Đó thoát rồi. Hừ. Suýt tí nữa là bị ổng tóm cổ rồi. Ổng lại lôi mày ra làng an đoàn tiếp. Tao đã nói cách giả mà hù người ta không còn không hiểu mà không nghe. Kệ tao, không cần mày giúp. Bữa nào cũng thua. Ông thần bài không phù hộ tôi. Hừ hừ. Á ma. Biểu chồng của bà trả nhà lại cho thằng Son, nếu không tôi sẽ lấy hồn của bà. Được được, để tôi nói với ổng, đừng có lấy hồn tôi. Hừ hừ. Son, lại tao biểu. Chắc. Mày mà còn làm ma nhát nhà tao nữa thì tao lôi cổ mày ra làng đó. Trò đó xưa rồi, không ai sợ đâu. Mày nói đúng, trò giả ma xưa rồi, giờ tao không biết làm sao. Tao có cách rồi, để tao làm cho. Tao nhớ có lần chơi trốn tìm, mày dẫn tao xuống một căn hầm ở trong nhà kho, đúng không? Đúng rồi, căn hầm ấy giờ vẫn còn. Tối nay mày sẽ làm như vậy. Dẫn hai chú này xuống hầm đó, cẩn thận kẻo bị nhìn thấy. Chủ nhà đâu? Có người tố cáo nhà của ông là cơ sở in truyền đơn chống triều đình. Không có, tầm bậy, tào lao. Xoát nhà. Trời đất ơi, đứa nào rảnh rỗi cái miệng mà nói chuyện động trời như vậy? Bắt được hai tên này dưới hầm bí mật. Có cả bản khắc mộc để in truyền đơn đây. Bắt chủ nhà. Tôi không phải chủ nhà. Nhà này là anh của tôi. Ông chết rồi. Sao bữa trước ông đưa giấy tờ nhà này đứng tên của ông? Nhà này là của ông. Nhà nào chứa quân phiến loạn thì bắt chủ nhà. Tôi không phải chủ nhà. Tôi ở nhờ nhà của anh tôi. Giấy tờ nhà đứng tên tôi là giấy giả. Vậy nhà này không phải của ông? Đúng vậy đó. Viết giấy xác nhận nhà này không phải của ông đi. Viết liền. Nhà này không phải của ông thì là nhà của ông Hai Khỏe, anh của ông. Đúng vậy đó.
Ông hai khỏe mất rồi, bây giờ nhà này thuộc về thằng Son. Đúng đó, ông lấy bắt thằng Son đi. Thằng Son còn nhỏ không thể làm chuyện này, có thể là do cha nó làm, nhưng cha nó chết rồi, không bắt được. Tuồng này là do mày viết kịch bản hả? Tao chứ ai. Tuồng hay lắm, bái sư phụ. Thằng Son đâu? Dạ có con. Làm gì mà phải cổng thằng Quến vậy? Nó viết tuồng hay quá nên con cổng để tỏ lòng ngưỡng mộ. Giờ nhà này là của mày, mày có cho ông Mạnh ở không? Để con suy nghĩ cái đã. Cho chú ở đi con, chú cháu sao nỡ bỏ nhau được. Vậy chứ ông chú nào đuổi nó ra đường? Vợ tao xúi tao đuổi nó, không phải ý tao. Vậy thì cho chú ở, không cho vợ chú ở. Không cho ở thì thôi, hổng thèm. Bà đi hả? Bà đi thì tôi cũng đi. Mày đuổi khéo hay ghê. Khoan, còn cái tội làm giấy nhà giả nữa, bắt ổng. Chạy lẹ đi bà ơi. Ha ha. Nhà to quá mà có mình tao ở, sợ quá Quỳnh ơi. Gọi mấy đứa không có nhà tới ở với mày cho vui. Ừ, hay đó. Vậy thì mày cho làng mượn nhà này để làm nơi ở cho trẻ mồ côi đi. Lấy gì cho tụi nó ăn? Tao sẽ nói chú Lù lo phần đó. Có nhà ở ngon lành rồi tụi bay ơi.